ơi. À. À đi nhớ ké, nhớ ké không? Đây đây bà. Trời ơi. Mưa rất là mưa luôn cả nhà. Trời ơi. Trời đang mưa bão mà A Quay đi đâu á cả nhà? Bài mới đi đâu về á? Bài mới đi đâu về á? Hả? À? Bài đi đâu về? Trời ơi. Thôi con đợi thở áo bà ra, con bỏ áo khác cho bà nha. Không biết là trời mưa nó có ồn hay không nữa, mong cả nhà thông cảm cho Ngọc nha. Ngọc chưa kịp rác cái mic vô nữa. Nha. Thấy mưa rất là rớn luôn, thấy bà con đi bộ về, con trời đồ, ơi. Con bỏ cái áo khác cho A Quay nha, cho A Quay lạnh, A Quay bệnh nha. Nha. A Quay tự thay đồ được không ba? Không biết nữa, có chị gái đang ở với bà đó mà, bây giờ chị gái lên núi rồi. Và bà đi lung tung nè. Dạ. A Quay ơi, con bỏ đồ ra, con thay đồ cho bà nha. Tiền dạ. Cho A Quay khỏi nước bệnh nha. Đây đi, đỏ cái áo này ra. Đừng có cái đồ không biết bà còn đồ hay không nữa đây. Lạnh không bà? Lạnh không? Bà lạnh không? Không. Lạnh không? Bà không không hiểu cả nhà. Dạ. Rồi dạ bà lấy luôn chung lên. Rồi. Nhà bữa mình có phát cho bà. Dạ. Ăn có hết cho con à. Mì tôm bà có bỏ trong đây nè. Bà sợ bà không nhớ luôn. Bà đấy mì tôm với gạo trong đây còn y nguyên luôn à. Đây đó nè. Một thùng mì á. Nửa thùng mì nè. Nửa thùng mì luôn. Còn cái đây là một thùng viên nè. Sữa còn luôn kìa ba. Ờ sữa cho bà không uống nữa chứ không. Bây giờ là ba Ngọc đang kiếm đồ để cho bà thay ra chứ để bà ướt người hết rồi cả nhà. Trời mưa rất là lớn luôn nè. Hiện tại là đang bão á cả nhà. Mưa rất là lớn luôn. Thì nhà của Ngọc ở dưới kia, mình đang ở trong nhà thì mình cũng chuẩn bị luôn cả nhà. Mình cũng chuẩn bị để mình mang những cái phần quà lên gửi tặng cho bà. Nhưng mà trời mưa quá cả nhà, thì mình đợi tí nữa là tạnh mưa rồi mình đi. Nhưng mà vô tình mình thấy bà đi về dưới trời mưa này luôn. Thì Ngọc thấy vậy, Ngọc lật đật, Ngọc lấy cái dù ra nè. Rồi mình ra mình che lại cho bà để mình dẫn bà về luôn. Thì nãy giờ là Ngọc cũng quên chào cô chú anh chị mình luôn. Ngọc cũng xin chào cả nhà mình nha. Bây giờ con ngồi với bà nha. Ba giờ bà lấy cho bà một cái áo ấm. Dạ. Lên ba thay cho bây giờ không biết đồ của bà bỏ ở đâu con à. Dạ. Chứ bây giờ đồ nãy giờ ba lục mà ba không thấy đồ bà bỏ ở đâu hết. Bây giờ bà lấy bộ đồ với lại sữa với lại gạo cho bà. Dạ thì bây giờ là ba về ba lấy áo khoác cho bà đi. Để con ngồi đây con ơi. Có một cô là giấu tên gửi cho bà 1 triệu đó con. Dạ. Thì hôm nay mình trao cho bà luôn. Rồi bà ướt hết luôn. Bà lấy đồ nha. Lạnh quá thì ba Ngọc cho bà hút một điếu thuốc ở nhà chứ bà lạnh á.
Thì cũng như là những người đồng bào trên đây họ cũng hay hút thuốc á cả nhà. Bây giờ là ba Ngọc là đi về, mình chưa kịp mang dép luôn á cả nhà ơi. Đây nè, mình đi chân không luôn á. Ba Ngọc cũng chạy chân không luôn. Ôi trời, mưa rất là lớn luôn, thì thấy bà đi bộ về. Ôi không biết là bà đi đâu nữa mà tự nhiên trời mưa mà bà đi vậy á. Bà đi đâu về á hả bà? Bà đi đâu mới về á? Vui vui dịch à. Dạ. Bà đâu đi đâu về? Trời ơi. Ướt hết đầu tóc đầu rồi, ướt hết luôn. Mưa, mưa lớn. Ướt hết luôn nè cả nhà. Dạ. Thì không biết là cô chú anh chị mình còn nhớ bà hay không nữa, thì bà là Ngọc cũng đã chia sẻ lên trên cái kênh của Sơn Ngọc cũng đã 2-3 video rồi. Thì hoàn cảnh của bà cực kỳ là khó khăn luôn. Ôi ơi, bà đang xếp cơm ăn cả nhà. Ôi, ơi sấm chớp. Trời ơi. Ôi sấm chớp cả nhà. Không biết là cái con tôm này nó đã lâu chưa nữa mà mình thấy nó đã có nước rồi cả nhà ơi. Để Ngọc ngửi thứ nha. Ui đây nè. Trời. Trời ơi. Thiêu rồi. Trời. Bà ăn cơm thiêu luôn cả nhà. Ngọc không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn cả nhà ơi. Đây là thiệt sự luôn á. Bà mới dứt một muỗng cơm để bà ăn luôn cả nhà. Đây là cái con cơm của bà nè. Đó. Nó ra nước luôn rồi. Trời ơi. Con bỏ nha. Nha. Con bỏ nha. Bỏ, bỏ đi. Lát nữa con cho tiền. Dạ. Lát nữa con cho tiền bà nha. Tuy bà già, bà hơi kém trí nhớ cả nhà, nhưng mà bà rất là thích tiền luôn. Thì mình không biết dùng như thế nào để cho bà bỏ cái xô cơm này nữa. Bà cũng lớn tuổi rồi cả nhà, cho nên là bà cũng hơi lẫn á. Thôi thì mấy hôm là Ngọc với ba đi lên trên đây là mình thấy nhà của bà rất là bừa bộn luôn, thì mình cũng đã có phụ bà dọn dẹp. Ôi bà ơi, bà đừng có ăn nữa, bỏ đi, bỏ đi, bà đừng có ăn nữa. Rồi bà đồ giúp cơm nè. Thiệt sự với cả nhà là mình hửi cái xô cơm, cái xô cơm này là mình bà bỏ đi ơi. Trời trời trời. Ôi bà ơi, bỏ đi bà, bỏ đi. Ôi để Ngọc cắt luôn á. Lát nữa con cho bà tiền. Lát nữa con cho bà tiền nha. Nha. Lát nữa con cho bà tiền. Rồi bà đòi cả nhà. Đỡ đây đi bà ơi, đỡ đây đi. Trời ơi. Thiệt sự là mình không cản bà được luôn á cả nhà ơi. Rồi. Thực sự nói với cả nhà là Ngọc không phải là Ngọc không phải nói là nói sai đâu cả nhà. Mình hửi cái xô cơm này một cái là mình thấy ôi, nhưng mà bà nãy giờ là bà ăn rất là ngon miệng luôn. Thực sự lát nữa mà ba Ngọc lên để Ngọc cho ba Ngọc ngửi thử xem như thế nào. Rồi. Thì bây giờ là dạ dạ lát nữa con cho bà tiền nha. Dạ dạ con cho bà tiền. Dạ. Một lần nữa thì Ngọc chia sẻ đến cho cả nhà là hoàn cảnh của bà á. Cô chú anh chị nào mà chưa xem thì
vào lại những cái video mà Ngọc đã chia sẻ video cho của bà nè, thì vào xem giúp Ngọc nha. Còn cô chú anh chị nào mình xem rồi thì cũng đã hiểu rõ hơn về cái hoàn cảnh của bà á, thì mấy hôm là Ngọc có vào nhà bà nè, nhà bà rất là bừa bộn luôn, bà chỉ ở một mình thôi, nhưng mà bà hơi bị kém trí nhớ cả nhà, với lại bà có những cái hành động rất là khó hiểu luôn cả nhà ơi. Đó cho nên là mình với ba mới xin phép bà là mình dọn dẹp cho bà nè, rồi mình mua hồ nè, mua mua xi măng cát đồ này kia để mình chám lại cái nhà cho bà á. Đó, mấy hôm là cái kho nhà là Ngọc nói là chuột nè, kiến gián, nói chung là gỗ đồ á để đầy nhà hết luôn. Xung quanh nhà của bà là cũng nói chung là rất là nhiều đồ luôn, cả nhà bừa bộn quá. Đó cho nên là Ngọc cũng đã dọn dẹp hết cho bà. Với lại Ngọc có mua giường xếp nè, gối, mền, ghế xếp nữa, nhưng mà bà không hiểu sao bà lại để nó bừa bộn mất cả nhà. Không biết là con của bà có qua thăm nom bà không nữa. Gạo, mấy hôm gạo là nhà Ngọc cho, nhiều lúc ở xã cũng có cho, nhưng mà bà ăn không không hết luôn cả nhà. Thì sự là bà ăn không hết luôn á, mì tôm nè, còn y thinh luôn, mì tôm nữa nè, gạo nè. Ôi, bà đánh Ngọc luôn cả nhà. Dạ, sao bà? Hả? Cho ăn rồi. Cá hả? Hay là sao bà? Ăn cơm rồi. Ai ăn cơm? Bà ăn hả? Bà đừng có ăn nữa, lát tiền. Nữa bỏ đi. Tiền Vinh đúng không? Bà xin Vinh đúng không? Hiện tại là mưa nãy giờ luôn á cả nhà ơi, mưa rất là lớn luôn. Thì ở trong nhà Ngọc không dám nói với cô chú anh chị mình, thì bà cũng có một cái sự tâm linh nào đó cả nhà. Để Ngọc ra ngồi, Ngọc đứng cho nó chắc ăn. Thiệt sự là bà có liên quan đến một cái sự tâm linh nào đó, cho nên là mình không dám ngồi trò chuyện với bà lâu đâu. Bà quýnh ẩu cả nhà. Hình như là bà chuẩn bị thay đồ ra hay sao á. Mưa rất là lớn luôn cả nhà. Mưa nó tạt vào đây luôn rồi. Bà thay đồ ra hả? Bà thay đồ ra hả? Rồi. Bà ít có hiểu về cái tiếng Kinh đó cả nhà. Theo Ngọc được biết là người dân ở đây là chia sẻ cho Ngọc á, người bà cũng đã cách hơn 100 tuổi luôn á cả nhà ơi. Ôi con chào cô. Dạ đây con. Ủa mới nãy là cô mẹ, ba gặp cô ở đâu? Ở trên dãy đang đi dời. Đang đi dời luôn hả? Chở mưa á. Dạ. Chở mưa có một mình bà, cô đang không hiểu đường đi dời con à. Dạ rồi ba chở cô về luôn. Ôi là cô, là con gái của bà nè. Đúng rồi. Dạ. Dạ, một chút con cho tiền ra quay nha. Dạ, đây con có tiền này. Đó, một chút là con đưa ra quay nha. Đây, tiền nè, dính nè. Bây giờ ra quay bỏng áo vô đây. Còn mình thay áo dùm ra quay. Chút đồ. Dạ, con đang chút đồ. Ra quay ơi, thay đồ cho em nó thay đồ ra. Bà, bữa nãy bà ăn cái xôn cơm mình nè, bà ngửi thử cái xôn cơm này thử đi. Wow, nước nó lại siêu rồi. Bà ngửi thử đi. Ngửi đây đang thử. Ôi, em ơi,
cái này em tắt chùm đi, cái để các bạn là nó hơi là nước vô rồi. Mới nãy còn có ngửi thử mà con thực sự là con diễn tả không nổi luôn á. Rồi bọn bọn còn nha, là con cây vinh nha, vinh nè, vinh cao cấp luôn. Thôi để con gái bà thay đồ ra cho bà nha. Lấy cái bị này ra đi, bà đem cái bị này cho mình nè. Cái này ra, lấy cái này đoạn áo vô. Tao, chú áo nè. Bà không cho lấy cái bị ở đâu ra cả nhà. Nói tương ra là hôm nay á, hôm qua á, là có một cô gửi về cho bà là 1 triệu, là ngày qua ba ở trên núi á, 3 giờ không kịp á, sáng qua lên bây giờ quà cái nhận tiền để mình nuôi cho bà đó, nhưng mà không ngờ bữa nay là mưa bão á con, thì mình đi tìm lúc đi tìm bà thì bà đang đi trên đường về á, dạ. Thì đi xuống nhà con em này thì nó ở trên rẫy đâu có ở nhà đâu. Thì may là bắt gặp được bà ở trên đường đang đi mà trời mưa. Ê, ông ơi, bận cái áo ấm này vô này cho nó ấm nè. Đây, bận áo này cho nó ấm. Cô ơi, cô bỏ cái xôn cơm này đi cô. Cô bỏ cái xôn cơm này đi. Xôn cơm nó đã lâu lắm rồi cô à. Trời ơi. Bà không cho đụng vô luôn hả bà? Hả cô? Nó mà cô thiệt sự là cô thấy đây nè, cho cô chú anh chị mình xem lần nữa nè. Đó. Là không ai là bà cho đụng vào luôn. Cho nó cho nó đó. Rồi. Ồ. Ồ là cô người đàn bà trên đây là hay kêu cha mẹ là nó hả cô? Rồi. Vậy hả? Cho bà nó mà bà đó có cho cô nó đó. Dạ. Mới nãy bà xúc cái xôn cơm đó mà bà ăn 4-5 muỗng luôn, con lấy cái xôn cơm ra mà bà lấy cây nhá đồ đánh luôn mà con sợ quá, con đi ra ngoài đang đứng luôn. mấy cụ già là vậy á con à. Thì trước đó là cha con của mình đó là đã dọn dẹp cái bàn lỗi vàng hết rồi cả nhà, nhưng mà bây giờ bà cổ lỗi bên ra như vậy, bây giờ con gái thì dọn bà không cho. Cùng bà đâu có cho em nấu luôn mà. Em không cho em dọn luôn hả? Bây giờ có anh này em cứ dọn đi, dọn cho nó gọn gàng lại cho bà đấy. Trời mưa trời gió này là sợ rắn biết từ nó vô á con, à, em hả? Trời ơi. Thì mới nãy là ba đem lên phần quà như thế nào hả ba ha? Thì có một cô là giấu tên. Dạ. Gửi cho ba là 1 triệu. Thì cô có biểu là thích ca mua ước gấp cái tờ giấy rồi. Nó tổng cộng là mua một hộp sữa, một bao gạo là 336 ngàn. Là một hộp sữa nhỏ là 220 ngàn, một bao gạo là 115 ngàn, là tổng là 336 ngàn. Đúng rồi. Còn lại là 664 ngàn. Dạ. Thì cô xin được giấu tên ha. Thì cô có nói là để gửi cho A Quay là số tiền này nè con. Dạ. Nhưng mà ba này ba không dám gửi đưa cho bà, sợ bà liền mất đó con. Dạ. Thì bà sẽ gửi cho con gái. Dạ. Bà cũng hay đốt tiền cả nhà. Thiệt sự là như vậy luôn. Bà đốt với bà xế con. Dạ. Còn cái hộp sữa đây là một cái thùng sữa. Đây là một thùng sữa nè, một bao gạo ba mới cầm lên nè. Rồi hai bao gạo mới nãy là bữa ba có đem lên. Dạ. Cho bà. Với lại một thùng mì tôm. Dạ. Em đốt rửa sữa ấm cho bà đi. Đây là một thùng mì tôm lớn nè. Với lại trong này là nửa thùng mì tôm. Còn nửa thùng mì, còn cả hai lắp sữa ở trong cái thùng sữa kia nữa cả nhà. Đó, bà không có uống đâu. Dạ. Đó, còn hai lắp luôn. Sữa bà vẫn còn nha cả nhà nha. Thì hôm nay mình cũng thay mặt cô ở bên nước ngoài gửi số tiền này cho bà. Thì mình có lẽ là mình không dám. Ui. Bà liễn rồi. Bà liễn gì vậy? Bà liễn sữa coi. Trời ơi. Sữa mà bà liễn luôn cả nhà. Trời ơi. Không cho bà tiền á. Không cho bà tiền á bà liễn.
Dạ, con để chuông đưa cho A Quay. Ba đưa, mà... ba đưa tiền lẻ cho bà được không? Bà xé con à, không phải là không đưa. Bà xé cả nhà. Thực sự là bà xé luôn á, tại vì mình đó, cũng cho bà rất là nhiều. Là bà xé, nên thằng bà gửi tiền. Số tiền này cho chị á, chị giữ, chị mua. Em uống lốc nữa hả? Dạ, để con đưa cho A Quay. Bà uống sữa đây rồi, rồi cho bà tiền. Bà uống sữa đây. Đốt lửa đây, đốt lửa cho bà cho ấm đi. Bà ly sữa. Ngọc nói chứ cô chú anh chị mình không tin chứ thiệt sự là bà cái tính của bà cả nhà thì mình thấy tiền á mình cho bà thì bà xé bà đốt. Còn đồ ăn á mình cho bà gạo á mà gạo dẻo quá cả nhà. Thì bà không chịu nhận đâu, bà đổ hết luôn á. Gạo dẻo cả nhà, còn mình cho bà gạo khô, gạo mà bà thường ăn á thì bà nhận. Mắm muối đường bột ngọt cả nhà thì bà nhận, nhiều lúc bà nhận, nhiều lúc bà vui á bà nhận, nhiều lúc bà buồn á thì bà cũng vứt đi luôn. Thì mình cho bà cũng ra rất là nhiều luôn cả nhà. Thực sự mà mình chứng kiến những cái khổ khắc đó thì mình nói thì cô chú anh chị mình không tin, nhưng mà nhiều lúc nó là như vậy cả nhà. Tiền bà cũng đốt luôn á. Thì ba với lại cô đang nhóm lửa trong đây cho sưởi ấm bà. Trong đây tối quá cả nhà. Tối quá. Quay kìa. Con muốn về. Dạ. Bà xin tiền cả nhà. Bà xin tiền rồi ba. Nè, con đưa tiền cho quay đó nha. Nè, hôm nay hút thuốc cho ấm đi, ấm đỏ ấm đi nha. Rồi con tí cho tiền hôm nay. Liện luôn. Để cho tiền nè. Để nhà thấy không? Bà không chịu, bà liện luôn. Vinh ha, Vinh từ từ. Từ từ con rót lửa cho nó ấm rồi xong rồi con... Con sẽ làm đi. Rồi. Đủ đi á, không cho tiền đủ đi á. Đó, cho nhà thấy không? Tiền đủ ra luôn à. Thôi tiền đủ ra luôn, đó. Đây, tiền nè. Đó, các nhà thấy không? Ngọc nói cô chú anh chị mình không tin chứ thực sự là như vậy nha. Đây, tiền đây. Ba cho 10.000 thôi, 10.000 thử, bà biết không? Bây giờ giật luôn. Rồi giật lấy hết luôn cả nhà, thấy không? Đó. Rồi bà liền luôn nha. Từng lẻ bà liền. Đó, bà chê, bà xé. Đó. Cả nhà, bà xé luôn rồi. Đó, thấy không? Bà xé luôn rồi. Rồi. Nó thành cả nhà thông cảm, nhưng không phải là mình không muốn cho tiền bà, nhưng mà bà xé, những lúc bà cầm tiền bà xé bà giật hết ra cả nhà. Dạ. Nên là mình phải đưa cho con gái thôi, con gái nhà nha. Dạ. Thì thông cảm cho mình. Thì con gái của bà cũng đã về rồi, ba đưa tiền cho cô đây luôn đi. Em à, bây giờ cái số tiền đó là mà anh mua sữa với gạo là 336.000, còn số tiền là anh chuyển giao cho em là... Rồi, để một chút á là sẽ đưa cho A Quay nha. Ui, bà quýnh nè, bà quýnh. A Quay quýnh. Ôi, nó chết chết tệ nè, nó chết tệ nè. Xé hết rồi nè. Bà xé rắc rồi nè. Đó cho con mượn cái cô. Đây nè, cái này. Đừng có la bà nha. Bà xé. Đừng có la bà. Để một chút đó rồi đó là rồi em mua đồ cho bà ăn nha, em cứ giữ. Là một chút rồi em sẽ đưa cho bà một ít coi. Bà nằm bún nằm trong năm nay đưa tiền nha. 3-4 năm nay không có tiền. Thì bây giờ nè, nói chung ra mình cũng sẽ lại cái số tiền mà mình gửi á, lại số quà mình gửi cho bà chị nha, cả nhà nha. Em đưa cho bà thì 150. Nó coi bà hất chén hất đồ luôn à. Em đưa cho bà 150 thôi. Đây, em đưa cho bà. Ui trời ơi, đập chén luôn cả nhà. Đây, cô đưa cho bà 150 để bà vui. Nãy giờ cô chú anh chị mình cũng thấy đó, trao cho bà nhưng mà bà xé cái nhà. Gạo nữa ba. Cái này gạo bà bỏ trong này để không bà không biết rồi con. Trời ơi, còn gạo nữa. Rồi nhiều ơi là nhiều luôn à. Rất là nhiều, bởi vì bà không có cho em đem về á con. Dạ, không cho cô ha, cô đem về á. Cái này là để cho em đem giờ em nấu ăn. Ừ, coi quá. Con coi bạn vậy đó.
Thì cô chú anh chị mình ơi, trở lại xem cái video cũ của Sơn Ngọc á, thì cô chú anh chị mình cũng sẽ thấy cái hoàn cảnh trước mắt của cả nhà đây, là hồi đó là Ngọc dọn dẹp nó sạch sẽ như thế nào, và giường niệm chiếu gói rồi nó rất là sạch sẽ luôn. Nhưng mà tới bây giờ là bà để bừa bộn như thế này nè cả nhà, dọn dẹp tình cho bà luôn em. Rồi bây giờ là cô với lại mình Ngọc với ba sẽ dọn dẹp cho nó sạch sẽ luôn ha. Đây nè, còn mì tôm sữa của bà nè. Rồi dọn quê con. Dọn mẹ dọn mà quê nè, ao nè, chỗ ao bên nè, dọn ra chỗ ao nè. Ao rồi. Ở đây ao dọn rồi. Em ơi, gạo mình cũng để đây luôn hay là để cái ghế cho bà nằm mà sao bà để trên này vô quá em à. Anh lấy gạo qua anh bỏ bên đây nha. Ôi, thì bà Ngọc mới tiễn cái áo đưa cho bà mặc rồi cả nhà, rất là đẹp luôn, áo rất là mới luôn cả nhà. Mới nãy không biết bà đi đâu nữa mà bà đi bộ về, trời mưa lớn luôn cô ơi. Bà lúc nào bà đi tìm bà đi tùm lum. Dạ, thì mới sáng là con với ba cũng đã lên xem thử có bà ở nhà hay không, để con với ba cũng sẽ đem những cái phần quà này lên. Thì lên thì không thấy bà, vô tình trời mưa rất là lớn luôn thì thấy bà đi về cả nhà, cho nên là Ngọc mà mới nãy cũng có quay được một đoạn, nhưng mà nó cũng hơi lắc á cả nhà, vừa mưa lớn lại mình quay bằng máy quay nó không có chống nước á cả nhà, cho nên là những cái khoảnh khắc đó mình quay nó hơi kém một xíu. Thì thấy bà đi bộ về tội quá, mình chạy theo bà mà mình không mang vest, không mang dép luôn cả nhà. Bà ơi, bà vui không? Bà có tiền rồi bà vui chưa? Bà vui. Bà có tiền rồi bà vui chưa bà? Bà chửi không? Quay không có nhớ tiền nữa thì nhờ con gái giữ giùm cho quay nha, quay nha. Cho quay xé, quay liệm hết uống quay nha. Để em nó mua cá, mua thịt cho quay ăn nha. Cá mình nuôi đây nha. Thôi thì ba có muốn gửi lời nào đến cho khán giả không ạ? Thì mình cũng thay mặt cô ở nước ngoài đã gửi số tiền 1 triệu là mua đồ với lại còn dư bao nhiêu là mình sẽ đưa cho bà, nhưng mà bà cũng không có biết số tiền là bao nhiêu, nên cần ba phải lên để bà chờ, để cô gái chờ cả nhà đây là con của A Quay cả nhà. Thì con gái là ở sát cạnh của nhà quay luôn, nên thành có gì là con gái mua cho bà. Đó. Thì một lần nữa mình cũng thay mặt quay và em con gái của quay để mà cảm ơn cô rất là nhiều, và chúc cho gia đình cô được nhiều dồi dào sức khỏe cả nhà. Mình xin chào cả nhà. Thì bà cũng đã buồn rồi cả nhà, bà đuổi mình về rồi, thì Ngọc cũng không biết nói gì hơn nữa. Ngọc cũng thay mặt bà cũng một lần nữa cũng xin cảm ơn cô, xin được giấu tên để ủng hộ cho bà. Thì con cũng cảm ơn cô, thì cô cũng thường xuyên qua mình dọn dẹp cho bà nha. Bà thực sự là bà không có cho đâu cả nhà, bà không cho đâu. Dạ. Lúc nào anh không xuống là cô không có sẽ nha. Lúc nào mà ba xuống thì cô cho. Nó cầm cái cây tôi nó vẫn cô cho. Tại vì mới nãy là Ngọc cũng đã nói với cả nhà rồi á. Nói chung ra không có nhiều lúc nữa, cô chú anh chị không có biết tự nhiên. Dạ. Bà là cái lứa tuổi của bà hồi xưa bỏ trên núi á. Dạ. Bà có cái sự tâm linh gì đó mình cũng không. Dạ. Hiểu, nhưng mà chỉ có một mình của mình ba thì ba đến bà xin bà thì được. Dạ. Còn cả con gái ruột của bà cũng sợ nữa. Dạ. Thì như vậy đó là hôm nay có mình á lên thì con gái mới dám dọn dẹp nha cả nhà nha. Thì một lần nữa thì mình cũng xin chúc cả nhà đã xem được cái video này. Dạ. Sức khỏe, xin chào cả nhà.